Chuyện kể kinh hoàng của những tay đua giang hồ Sài Gòn Chào mừng quý vị trở lại với kênh OV Đại Bàng Có lần tôi sốc một thằng ngã ngựa vào viện Nó to béo, tôi không nhấc nổi cái chân Đành để thõng quẹt xuống đường Đến nơi chân nó chẳng còn tí móng nào Một quái xế đỉnh đám kể Đây chỉ là một trong những lần các tay đua giang hồ Sài Gòn thể hiện mình Má kim so và những đau thương sau tay lái Má kim so tức so gà không biết chữ sinh năm 1963 tại Bạc Liêu. Nhà nghèo nên từ nhỏ Mã Kim So không được đi học. Năm 9 tuổi, So đã theo học sửa xe máy tại tiệm Tân Hải của thầy Âu Lập Tân ở Bạc Liêu. Ngày ấy, phong trào đua xe tại Bạc Liêu rất rầm rộ khi các lò cạnh tranh nhau dữ dội và lò của ông Âu Lập Tân thường thua. So xuất hiện vào trường đua đường phố từ khi ngồi trên xe mà chân chưa chạm đất. So đã đem lại những chiến thắng đầu tiên cho tiệm Tân Hải và trở nên rất nổi tiếng ở bạc liêu khi tuổi đời còn rất nhỏ. những ngày tháng đua xe giang hồ của mã kim so là thời của những chiếc xe honda 67 bảy, vì ly lợm và khôn ngoan nên so chiến thắng hầu hết các trận đua xe mà anh tham gia. hồi ấy ngoài làm nài cho lò xe của mình, anh còn đi đua thuê cho nhiều lò khác. tính tâm của so nổi như cồn đến nỗi ngay cả đêm hôm mưa gió cũng có người gõ cửa thuê làm nài cho lò của họ. so kể lại địa bàn đua xe ngày ấy cũng có nhiều nhưng thường đua nhất là ở đường Sơn Quán, Thủ Đức hoặc Mai Sơn Lãnh, Bình Dương. Đường đua xe giữa các lò xưa nay đều có quy chuẩn là cây 2, 4 bẻ cua, tức là dài khoảng 1,2 km và 4 khúc bẻ cua. Theo thầy lên Sài Gòn lập nghiệp, từ những buổi chạy thử xe Honda 67 ngoài xa lộ, anh đã khiến các tay đua thời đó kinh ngạc vì kỹ thuật và sự liều lĩnh của mình trên đường đua. Và kể từ đó, dân đua xe, độ xe ở khắp cả nước, không ai là không biết đến mã kim so. Đua xe đường phố cũng đòi hỏi những kỹ thuật cao mà không phải ai cũng làm được. Tuyệt chiêu của so được dân đua dỉ tay nhau là những pha trẻ gió cực kỳ nguy hiểm. Khi đang đua trong tư thế nằm xòe và bị đối phương theo sau núp gió, so thường cho xe lao thẳng vào một chiếc xe tải đang chạy rồi đột ngột lượn ra. Tay đua phía sau bất ngờ nhìn thấy chiếc xe tải sẽ cảm thấy cực kỳ kinh sợ hoặc phải lao xuống ruộng hoặc phải tìm mọi cách cho xe dừng lại. Tôi gặp so ở một tiệm sửa xe khiêm tốn nằm ở số 151 Nguyễn Trí Thanh, quận 5. Anh kể lại những năm tháng từ yên hùng trên xa lộ đến khi anh tham gia đường đua chuyên nghiệp. Câu chuyện của So có những kỷ niệm đau thương trong cuộc đời gắn chặt với chiếc xe máy của mình. Hai lần anh đã mất mát trong cuộc đời đua xe giang hồ. Một đồng nghiệp đua với một lò khác và rủ So cùng ra vũng tàu để thử xe. Nhưng anh này đã tự đi một mình rồi tông thẳng vào kẻ đá trên đường. Sườn sườn cắm vào phổi và nứt đầu mà chết. Lần thứ hai, So và một người bạn khác cũng thử xe. Người bạn thích thể hiện bản lĩnh đã lao lên đâm trúng một chiếc taxi ngã lăn xuống đường, một chiếc xe tải vừa lao tới cán chết. Trực tiếp chứng kiến cái chết thê thảm của hai người bạn, so từ giã đua xe giang hồ. Mark Kim So đã tham gia giải đua xe gắn máy chuyên nghiệp đầu tiên và đoạt giải nhì. Kể từ đó đến nay, anh đạt thêm gần 30 giải thưởng khác. Hiện nay So đã bắt đầu trở lại đường đua và vừa trở về từ giải đua xe mô tô các đội mạnh toàn quốc tại Đà Nẵng nhưng anh hài lòng với cuộc sống của một anh thợ sửa xe có uy tín và lương tâm. Những câu chuyện khủng khiếp về đua xe Sài Gòn Không nhiều người biết được rằng, từ vài chục năm trước, các tay đua đường phố đã bắt đầu các trận đua xe bằng loại xe Gober, xe máy cày. Đua xe đường phố Sài Gòn đã có một thời kỳ hoàng kim với loại xe Honda 67. Vì loại xe này chỉ có phân khối nhỏ nên đã được các tay đua xoáy nòng lên gần 50ml. Chiếc xe 50 phân khối ban đầu được nâng lên hơn 80 phần khối. Tuy tốc độ không thể so sánh được với những chiếc xe độ đời mới hiện nay, nhưng sự khô máu của các tay đua như của mã kim so với loại xe này thì cao hơn một bậc. Các loại xe đua theo từng thời kỳ cũng thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng chủ yếu là do yêu cầu về tốc độ. Sau thời kỳ của Honda 67 là thời kỳ của Suzuki Sport 50 phân khối 5 số, loại xe này nếu núp gió tốt sẽ đạt được khoảng tốc độ 120 km h Sau đó là thời của Cosmo 105 phân khối rồi Suzuki Crystal 110 màu bạc, ra đời khoảng năm 1990. Loại xe này chở hai người kéo hết ga vào số 1 là tự động bốc đầu có thể làm rơi người ngồi sau. Hai loại Nova và Crystal cũng được dân độ xe quan tâm, nhưng chủ yếu được các đối tượng lưu manh sử dụng để cướp giật, vì khi núp gió có thể đạt được tốc độ tối đa 150 km h Dân đua xe chuyên nghiệp đặc biệt ưa chuộng loại xe su mặt quỷ xuất hiện khoảng năm 1995, vì tốc độ lúc xuất phát rất cao. Sau đó, Suzuki RG Sport 110, một thời hùng cứ xa lộ và Yamaha 110 SS cũng là đối thủ ngang ngửa. Riêng đối với loại xe Suzuki RGV 120, theo các dân chơi xe, nếu gặp thợ độ có kinh nghiệm, khi ra xa lộ có thể đạt tốc độ tối đa 180 km h Ở loại xe khác, tốc độ còn thấp, còn cảm nhận được tay lái, nhưng với các loại xe đời mới, vì tốc độ quá cao, rất dễ mất lái, dễ té ngã. Trong thế giới của các quái xế, nài đua xe cũng được phân loại trình độ từ thấp đến cao. Để được gọi là nài đúng nghĩa và được kính nể thì phải tính đến chuyện đã từng núp gió bao nhiêu giờ, như thể cách tính giờ bay của phi công trên bao nhiêu loại xe khác nhau, cầm cờ bao nhiêu độ. Thủ thuật gian lận trong đua xe được dân đua dỉ tai nhau. Khi xuất phát, các nài thường có thủ thuật để điếm, nghe tiếng đếm 1, 2, 3. Các nài đếm thầm cùng nhịp với trọng tài. Khi tiếng 3 chỉ vừa thoát ra khỏi miệng trọng tài, Nai đề điếm đã nhả côn và sẽ nhanh hơn đối thủ vài chục phần trăm giây, tạo nên một lợi thế lớn. M. Một tay nai từng chinh chiến nhiều năm, nay đã giải nghệ, kể lại. Có lần tao chứng kiến một tay đua bị xe tải cán. Về nhà, tao hai ngày không ăn nổi cơm. Lần khác, tao và thằng bạn gặp một tay đua ngã ngựa, thấy nó nằm thường quá, sốc nó vào bệnh viện. Nó khá to lớn, máu mè bé bét. Đã thế nó còn tè ướt quần cả hai thằng. Đến bệnh viện, nhìn chân trái nó không còn tí móng nào. Hóa ra lúc trời nó nặng quá Bọn tao không nhấc chân nó lên nổi Chỉ níu quần dài nên đường nó mài bay hết móng chân Phía sau những trận báo đêm ở Sài Gòn Mỗi dạng sáng chủ nhật Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 16 và phường 25 quận Bình Thạnh Hàng ngàn chiếc xe máy đua tập trung kín hai bên vỉa hè Dài khoảng 1 km Dưới lòng đường Hàng trăm tay đua đang say sưa một cách điên loạn với trò chơi tốc độ chết người. Lẫn trong làn khói xe sạc sụa, Tiếng gieo hò ghê rợn từ hai bên đường làm náo loạn cả con đường. Ở một con hẻm nhỏ tại phường 8, quận 8, một gia đình thức dậy trong nỗi bàng hoàng trong nỗi đau mất đi người thân vì hậu quả thảm khốc của một trận bão đêm. Không giờ sáng, một ngày thứ Bảy cuối tháng 7 năm 2011, ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân, giáp danh giữa hai quận Tân Bình và quận 11, vắng lặng, chỉ còn lác đác vài quán nước ven đường vẫn bán hàng. 15 phút sau, bỗng nhiên vang lên tiếng huyết sáo kéo dài, sau đó là những tiếng nẹt pô pành pành của hai thanh niên đi trên chiếc xe độ vang dội báo hiệu đã đến giờ đi bão. Từ trong các con hẻm nhỏ, quán nhậu, cà phê hai bên đường, từng tốp thanh niên ùa ra đường như bầy ong vỡ tổ. Con đường vắng lặng lúc đầu giờ trở nên đông đảo và sôi động với hàng trăm chiếc xe, tiếng bô nổ in tai nhức óc. Trên xe, các đôi nam nữ với cái đầu trần miệng cười nói, họ reo la hét kích động. Chỉ trong vòng 10 phút, đoàn xe bão đêm đã lên đến hàng nghìn chiếc, gây ùn tắc giao thông trên đoạn đường dài. Khi không thấy có gì khác lạ thì vài chiếc xe bắt đầu hứng chí biểu diễn vài đường căn bản như nẹt bô, xoa tay ga, bốc đầu chạy một bánh, bó vỉa lá lướt và các xe khác cổ động cho việc đó bằng cách rú ga nẹt bồ lia lịa. Khi khí thế đang dâng cao thì có vài xe rú ga vọt lên trước. Lập tức các xe khác đồng loạt rú ga phi theo hết ga hết số với tốc độ trên 100 km một giờ. Các xe đan sen vượt nhau trên đường. Phần thưởng cho họ là các tiếng ho reo cổ vũ đầy phấn khích của các đám đông hai bên đường và thứ cảm giác điên cuồng khi được thỏa mãn cơn say tốc độ. Tốc độ của đoàn xe nhanh chóng được đẩy lên trong tiếng gầm rú ghê rợn của những chiếc pô xe nhà đầy khói trắng. Như để thể hiện kỹ thuật chạy xe cũng như cho thiên hạ thấy con xe thần tốc của mình, nhiều thanh niên chạy lướt tới dồ ga, nằm trên yên xe buông cả hai tay, thậm chí nằm dài trên dãy đanh đạch như con cá mắc cạn dân đua xe gọi động tác này là nằm xòe đang di chuyển trên đường âu cơ bất ngờ gặp một tổ cảnh sát giao thông đi tuần tra tốc độ đoàn bão đêm được giảm một cách đột ngột các tốp xe chia ra chạy vào những con hẻm gần đó tẩu thoát đoàn xe lúc này tạm thời tan đàn xẻ nghé sau khi gặp sự cố những tốp xe thất lạc lại tập trung về ngã tư âu cơ lạc long quân để họp quân và tiếp tục hành trình khi sau hơn 30 phút chạm mặt với cảnh sát giao thông đoàn xe bão đêm lại tụ họp đông đảo và tiếp tục dậy sóng Đoàn đua cứ thế rồng rắn kéo nhau đi đến khắp các con đường trên thành phố. Tại những quãng đường rộng và vắng bóng cảnh sát giao thông, các tay yên hùng lại bắt đầu trổ tài. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng, đoàn xe kéo đến đường Soviet Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Ban đầu chỉ khoảng 15 đến 20 chiếc, rồi khoảng 500 chiếc. Cuối cùng thì đứng chật kín khoảng 1 km đoạn từ Ung Văn Khiêm kéo dài tới cầu Thành Đà với số lượng phải đến vài nghìn xe đứng ở hai bên vỉa hè Cổ Vũ. Hàng trăm tay đua phóng như tên bắn dưới lòng đường, trong tiếng hò hét vang dội từ hai bên đường. Gần 6 giờ sáng, không khí cực kỳ hỗn loạn, nhưng tất cả các nhà dân trên đường đều không dám bật điện và mở cửa. Người đi đường đều phải dừng lại vì sợ các quái xế tông phải, và thực tế thì cũng không còn đường mà đi. Những pha biểu diễn lại được các yên hùng trổ ra trong sự tán thưởng điên dại của đám khán giả. Bão đêm, đúng với bản chất của cơn bão nhiệt đới là tự hình thành và tự tàn giã, không có tổ chức, không có luật lệ thường thì vào hơn nửa khuya các đêm đẹp trời dân đua hay tụ tập thành nhóm quen có lạ có tại các trục đường quen thuộc rồi chạy lòng vòng chậm chậm qua vài con đường nhằm lôi kéo thêm các xe khác và xem động tĩnh để đêm nay trèo các tay chơi thường luôn cắt cử người thị sát xem lực lượng công an có bày binh bố trận mai phục hay không hãy đặt đam mê vào đúng chỗ theo các tay đua lão làng những năm trước giải phóng sân vận động thống nhất thành phố hồ chí minh hiện nay cũng đã từng được sử dụng để tổ chức đua xe máy. Năm 1989, giải đua xe máy đầu tiên do nhà nước tổ chức diễn ra ở trường đua Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. 50.000 khán giả vào sân làm cổng chính bị vỡ, khán giả tràn ra cả đường pit khiến cho cuộc đua ấy phải bị hủy bỏ. Cuộc đua trên sân Phan Thiết tại tỉnh Bình Thuận sau đó cũng bị vỡ vì quá nhiều người muốn tận mắt chứng kiến những tay đua tranh tài. Thời gian đầu, xe đua cũng chỉ là Honda 67, sau đó chuyển sang xe 2 thì 125 phân khối nên tốc độ xe được tăng lên cao hơn, hấp dẫn hơn. Đường đua như sân quân khu 5, Phú Thọ, Cần Thơ, Bình Phước, ngày xưa chỉ làm bằng đất cát. Khi sân vận động Cần Thơ chính thức trở thành lãnh địa của đua xe chuyên nghiệp, đường đua mới được trải nhựa cho các tay đua tranh tài. Các tên tuổi Mã Kim So, Vũ Trọng Bằng, Nguyễn Văn Quý, Trần Ngọc Sang cũng từ đó mới được người hâm mộ cả nước biết đến với vai trò vận động viên đua xe gắn máy chuyên nghiệp. Hiện nay thì các giải đua xe vẫn thu hút được rất nhiều người xem nhưng khi các nhà tài trợ không còn mặn mà thì chuyện cá độ bắt tay nhau giữa các lò như trong bóng đá đã khiến môn thể thao này mất đi tính thượng võ ban đầu các tay đua vì thu nhập thấp nên nhiều người cũng bỏ nghề đua xe chỉ hấp dẫn khi nó là một môn thể thao chuyên nghiệp và được những người chuyên nghiệp thực hiện những vận động viên đua xe đã được rèn luyện bài bản hoặc đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm các tay đua từng một thời đua xe ăn tiền cũng chia sẻ Ngày họ đua xe đường phố, họ cũng chọn những cung đường không có dân cư sinh sống để thử xe hoặc tổ chức đua xe, chứ không phải tổ chức đua xe lạng lách, đánh võng và tụ tập đến hàng ngàn người gây tắc nghẽn giao thông như các trận bão đêm bây giờ. Một số yên hùng muốn trở thành vận động viên đua xe gắn máy chuyên nghiệp đã từng xin vào các đội để chạy thử. Đến khi chạy và ngã vài lần thì sợ xanh mặt và xin bỏ cuộc luôn. Đã từng trải qua những phút kinh hoàng và có rất nhiều bản lĩnh dây dặn trên đường đua, nhưng khi ra đường thấy các tay quái xế chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt vô, bốc đầu, Ma Kim So cũng cảm thấy kinh sợ, anh bức xúc. Dù những người mê tốc độ đang thiếu sân chơi, nhưng báo đêm chỉ là trò của những kẻ non nớt, vô công rồi nghề. Hãy biết đặt đam mê của mình đúng chỗ, đừng vì những ham muốn thích thể hiện mà làm ảnh hưởng đến sự bình yên của xã hội, sinh mạng của bản thân và những người vô tội. Trên đây là video về chuyện kể kinh hoàng của những tay đùa giang hồ Sài Gòn. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.